là một trong ba địa điểm tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đón hàng chục ngàn người đến giếng trong ngày đầu lễ quốc tang. Dù phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, song ai cũng kiên nhẫn, thành tâm, bày tỏ lòng kính trọng khi được đến quê nhà để tiễn biệt Tổng Bí thư. Lượng người đổ về thôn Lại Đà để giếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đông nhất là vào giữa buổi trưa, đúng thời điểm nắng gắt và oi bức nhất. Nhiều người thậm chí đã không kịp ăn trưa. Càng về chiều, người dân đến giếng ngày càng đông. Bất ngờ xúc động trước tình cảm của người dân và đoàn thể các địa phương dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà con thôn Lại Đà và nhiều nhóm tình nguyện đã tổ chức phát nước, bánh ngọt, tiếp sức cho những người đang xếp hàng chờ giếng. Mọi người dân tất cả ở đây đều phục vụ từ cốc nước hoặc là những cái quạt của từng gia đình ra, phục vụ hết lòng vì mọi người đến viếng Bác mà cô rất là cảm động. Theo thống kê, đến cuối giờ chiều ngày đầu tiên trong lễ quốc tang đã có gần 30.000 người đăng ký vào giếng Tổng Bí thư tại quê nhà. Trước đó, các phương án phân luồng giao thông, hậu cần an ninh trật tự đã được địa phương tính toán kỹ lưỡng nên mọi công tác đều diễn ra thuận lợi.